Vẫn mang giấy mời đàng hoàng xuống ạ. Rồi rồi rồi. Và đây tôi đang đây, anh gọi đơn vị 13 đến nhá. Đây có một người mặc Rồi rồi giống thanh tra, bậm mặt rất bậm trợn, quát tháo lái xe tôi. rồi 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 Và rồi rồi vâng, đây anh gọi lên đây tụi tôi ạ nhá. rồi Và Nguyễn Đức Thắng à, thanh tra viên tưởng nào. Làm việc với tôi không? Hay là ông có phải người có trách nhiệm đây không? Có làm việc với tôi không? Có làm việc với tôi không? Tôi xuất trình giấy tờ đầy đủ. Giấy tờ này Giấy đợi. mời. Giấy hẹn. Giấy mời gì? Tôi mời, tôi viết giấy mời Tôi qua trả công ty lên, tôi nói mà nói láo luôn này. Tôi trả liên quan đéo cái giấy mời của ông cả. Tôi là người công ty tôi đến đây. Tôi đang làm việc nhá. Không nói bậy, không văng tục. Tôi đang nói cho ông nghe nhá, ông thích nói bậy không? Ông đang nói thích tôi nói bậy không? Hay ông nói sợ? Alo? Nghe rồi. Rồi, vấn đề chính. Tí nhá, lại đang có việc tí nhá. Cái việc từ từ. Thế bây giờ ý ông thích cái gì? Ông thích ông tôi hay thích mày tao? Tôi không biết tuổi ông nào, ông thích chi này. Đấy, tôi là người đại diện công ty tôi đến đây. À, ông chỉ mặt tôi vào giấy mời đâu, tôi ông là cái gì mà giấy mời? Giấy mời đến để xử lý các công việc chúng tôi đang kiểm tra xử lý nhé. À, thì đấy, đây giấy giới thiệu. Còn cái giấy mời này anh nói luôn nhé. Ở đâu rồi? Đéo ở đâu? Giấy mời nào nhỉ? Nhảy giấy mời nào nhỉ? Mình chả biết giấy mời nào. Đấy, có làm việc không? Nó gọi ba rồi. Anh có Đấy. mời đến đây không? Tôi chả liên quan việc gì, mời tôi đại diện công ty tôi đến đây. Nhá. Có làm việc không? Tôi làm việc với đại diện công ty trừ khi mà lái xe xuống đây giới thiệu. Đây là người của công ty giới thiệu xuống. Đầu ông có não không? Đầu ông có não không? Thế bây giờ tôi ra hỏi lãnh đạo ông nhá. À. Đấy. Anh ơi, tôi công ty tôi giới thiệu đây mà gặp cái thằng bượm trợn này, nãy giờ nó rất thái độ, nó ngồi cái nó cũng quát tháo tôi trong đấy. Anh xem đây phải phải công ty tôi đấy, anh bảo không đủ điều kiện thì tôi lại làm việc sau anh đấy. Đấy à. Đấy, có làm việc với tôi không? Nếu không là anh thích gì thế gì lại tôi lại chơi tiếp với anh này. Hôm nay không giả xe tôi thì đừng bao giờ nghĩ chuyện giả. Đấy, anh xem đây, bây giờ là anh xem ai đại diện của các anh. Ở đây đưa tôi về, tôi chưa biết ai là có quyền để xem đây đấy. Anh bảo là trực ban hai ra đây làm việc với tôi. Nha. Tôi bây giờ không biết ai là ai cả. Đấy. À, xin chào. Xe mình đẹp thế này giống hệt của vô thế này mà lại cứ vào xe tàu. Hiểu? Đấy. Đẹp nay mà cứ bảo xe tàu này à. Quay nét ghê anh ạ. Nét cẳng. Thậm chí có một cái quay mà còn nhiều cái khác quay. Đấy. Có là ra bảo vệ vệ cuối em này để bảo vệ, gọi bảo vệ từ đầu cho nó dễ. Đấy. Chứ không là đội này nó cứ lộng ngôn quá. Đấy chú bảo vệ ơi, đến đây làm việc cái này đây, chú xem chỉ xem ai làm việc với cháu cái hay không đủ điều kiện thì chú vào luôn này. Báo cáo anh là cũng là không, bây giờ cháu bây giờ ở đây là cháu thấy là chú nó đeo băng bảo vệ mới có quyền đấy, còn kia là tép với tôm hết rồi. Này chú nói với cháu nhé, chú cho cháu nghĩ rằng là chú là bảo vệ đúng không ạ? Chú bảo vệ là không phải cái trách nhiệm của chú việc này đâu, mà cháu đang đến giới thiệu nếu đây là cơ quan chức năng thật. Còn không thì đây chỉ là một cái trại gọi là nuôi bò nuôi lợn thôi. Đấy, nói chú ấy nha. Đấy. Không
qua chiều hôm trước bác ấy xuống Hải Dương à? Không, tôi có việc gì em phải. Đấy giờ là mình vào cái phòng gọi là phòng tiếp công dân. Đấy. À đường trên nóng, à gọi đường trên nóng luôn. À đúng rồi. 090 495 toàn 4 toàn 1 quên hề. Rồi. Lịch trực từ thứ 2 thứ 6 có nghĩa là hôm nay không có lịch trực đúng không? À. Thế mà mình đến với người ngồi đây mà lại có quát tháo mình. Đấy. Ý ông nào có làm việc không? Tôi đang làm việc với ai vậy? Là tôi, với giấy mời. À, giấy giới thiệu. Giấy giới thiệu là như thế nào? Tôi đang hỏi anh là bây giờ chúng tôi đang viết thư mời. Thì nếu như mà xuống đây để làm việc... Ông bảo thằng kế bưu điện của ông ấy là nó mang ở đây chưa? Ông gửi được cái gì? Thế thì bây giờ nếu như không có thì anh viết cho tôi tờ giấy là... Tôi chả việc đéo phải viết cái gì cả. Tôi đéo liên quan đến việc đấy. Tôi khẳng định với ông một câu luôn. Thư mời của bưu điện. Tôi nói ông tật đéo liên quan đến việc đấy. Giải quyết là chưa có giấy. Tôi chả liên quan đến việc đấy cả. Vấn đề là tôi đang đến đây với giấy thiệu của công ty tôi. Công ty anh là công ty nào? Mồm mày không biết đọc à? Từ nãy giờ tôi đưa mày không đọc à? Tôi đang hỏi anh là công ty nào giới thiệu. Tao đưa mày có đọc đâu? Tại vì tôi biết anh liên quan đến công ty nào, đến phương tiện nào chúng tôi đang kiểm tra. Thế mày không đọc thì mày nói chuyện với tao, mày không biết chữ à? Hả? Tôi đang hỏi anh tập trung vấn đề. Thế mày không đọc, biết đọc à? Tao đưa giấy đây, mày không đọc, sao mày cứ hỏi nó nhiều thế nhỉ? Tôi đang hỏi anh giới thiệu đến đây để... Tập tra nói chuyện với cái thằng chở người như mày, tao nại. Cái gì? Tao chờ 43 đi, nha, đi ra ngoài khu. Nó bọn chở người là không chuyện, nha. Đấy, à, bọn chở người không chuyện, mày ý mà mày nhằm nhai mai nhé em. Hả? Hả? Đấy nha, mình vẫn đang chờ đây, 13 mấy lần là đấy nó không đến nhá, giấy mời, giấy giới thiệu đàng hoàng này. Quay làm gì ấy? Mày bình thường như mày qua người khác quay được, riêng mày không quay đâu, mày mặc áo mày không quay đâu. Nhá, mày quay làm gì? Ờ, chặn điện thoại em. Hả? Thôi không quay được đâu, anh chặn cho mày thế thôi. Riêng mặt anh chỉ cười mặt mày thôi nhá. Đấy nha, bây giờ ra ngoài cho an toàn mẹ. Trong này vẫn đang là chạy lợn thôi, chưa phải là cơ quan gì đâu. Vì đấy, mình lại gọi 13 chờ. Thế thế đấy nhá, mình sẽ ngồi đây chờ bao giờ 13 đến giải quyết, không đến thì mình lại gọi 13. Thật ạ. Thì chắc chắn họ sẽ câu giờ. À, chào lại nhá. Tí đi gọi tiếp. Đã gọi đây. Đây địa điểm này. Đấy. Nó luôn cái số cực kỳ xấu này. 4 cộng 2 bằng 6 này. Cộng 4 bằng 10 cộng 3 bằng 13, 13 số xấu chưa? 1 cộng 3 bằng 4 số tử chết cả mẹ, không yểm bùa được, hơi dở nhá. Đấy. Thế nhá, mình lại ngồi đây mình chờ 13. À, chào bạn, chúc mọi người vui vẻ. À, cái thích.